Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ vụ cháy quán karaoke ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, được xác định đã có 14 người tử vong và 40 người đang cấp cứu. Trong 40 người cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Phú, gồm 11 người bị chấn thương nặng, trong đó có một ca chấn thương sọ não đang chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Gần 40 người trong cái tình trạng tức là đen thui như này này, rồi thì là gãy tay, gãy chân, chấn thương sọ não. Thế và chúng tôi chuyển một trường hợp lên bệnh viện tỉnh vì là chấn thương sọ não, có chảy máu, máu tụ và đồng thời gãy hai xương cẳng tay. Thế còn lại thì hiện nay là có cái chấn gãy ở trên khoang ngoại, là có gãy hai xương cẳng chân, một cái gãy xương gót, trật khớp cổ chân bên nhảy từ tầng 3 xuống nhảy. Tất cả những cái chấn thương đều do là hoảng loạn quá thì nhảy xuống thôi. Qua chúng tôi không có điều kiện mà chụp lại được, nhưng mà thấy đen nhảm hết thì chỉ có điều tôi cho tất cả tận dụng tất cả oxy trong bệnh viện, 5-6 bình oxy, thế rồi thì những cái vòi oxy đây là cho thở hết. Về công tác chăm sóc bệnh nhân cấp cứu, hiện Bệnh viện Đa khoa An Phú tận dụng tất cả oxy cho bệnh nhân thở với lý do khi chuyển vào cấp cứu, nhiều người có biểu hiện ngạt, khó thở. Theo nạn nhân là nhân viên quán karaoke trong vụ cháy đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Phú cho biết, sau khi phát hiện cháy, chạy lên sân thượng đứng kêu cứu và được xe thang đội cứu hộ giải cứu đưa vào viện. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, đưa đội cứu hộ cứu nạn tiến sâu vào bên trong vụ cháy tìm những người bị nạn.